Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay nắng quá, đang chết nóng đây. Mà mới đi làm không phải quê, đâm ra không có điều hòa. Hôm qua làm điều hòa còn phải đắp chăn, hôm nay thì cởi hết đồ ra mà vẫn thấy nóng, sợ. Hôm nay mình làm một tem gọi là tem quân nguyên nhé, gọi đông như quân nguyên anh em. Mình sẽ dùng tất cả những con có thể gọi được thêm lính nhé. Trong đó không thể thiếu Moria. Moria thì nó vừa gọi được lính này, vừa có đam, lại trói được con lính này. Mình sẽ cho con búp máu đó là con Chopper nhé. Chopper cùi, không phải Chopper NV đâu. Máy cũng nóng gian luôn, sợ thật. Không biết tem này có ăn nổi tem của Dubai không? Mình sợ không ăn được tem Dubai. Mình sẽ để Ichi nhé, vì Ichi nó có chiêu búp mana cho toàn đội luôn. Không thể nào thiếu được Cracker rồi. Thì con này nó có thể gọi được vô số lính luôn. Không biết có làm nên trò trống gì không. Nhìn tem của mình chán nha. Một cái nick tip 15 mà có thọt luôn. Mình thấy người ta VIP 14 còn mạnh hơn cả của mình ấy. Chopper mình cho mắc thủ nhá, để cho nó búp. Cái này nó búp máu toàn đội luôn. Tí nữa anh em sẽ được chiêm ngưỡng Chopper búp máu như thế nào. Đây là mình đang giả soát lại xem có thiếu ngọc hay thiếu gì của con nào không đấy. Rồi giờ chúng ta bắt đầu đại hải trình thôi. Đầu tiên sẽ là bản huấn này. Bản huấn này chắc là thắng dễ rồi mà. Bản huấn này là có Mi Hắc và Lau là không phải đủ, không phải dân nông dân rồi nhé. Tính vào gọi là đã bị phá trinh, ác đã bị phá trinh. Rồi các bạn thấy Chopper nó búp như thế nào, lúc nào cũng căng máu luôn. Đây gọi là đội hình quân nguyên nhá, đông như quân nguyên. Tiếp theo bạn gió này. Bạn gió này thì con nhãn lau nhá, gọi là tướng SSS. Rồi các bạn thấy không, tem mình không lúc nào là máu dưới 50% này. Chopper nó búp thì thôi rồi luôn. Không biết tí nữa có ăn nổi Dubai không. Tem này là có xanh này nhá, xanh tóc đỏ này, xanh tóc đỏ và Mi Hắc. Anh em thấy gì nhỉ, cái con này gọi tên là gì mình quên lên rồi. Đúng rồi, Suga nó có cái chiêu gọi là chiêu mê hoặc nhá, mê hoặc rất thích luôn. Tiếp theo sẽ là bạn nào đây, thổi kèn. Thời kèn này có xanh phun trời này, xanh lau vào Kuzan luôn nha.
anh em xem có qua nồi tem này không. Đó các bạn thấy không, Suga nó mê hoặc vào tem địch. Mình nhớ không nhầm mình cho Suga là hai món tốc luôn, hai món tốc để cho nó mê hoặc liên tục luôn. Đó, lâu lúc nào cũng bị mê hoặc. Tem lành mạnh đấy. Tem này có ăn được không ta? Tem này bá đấy. Có Luffy này. Ui, tem này quả bá luôn, cả hai bên đều quân nguyên luôn. Anh em đoán xem có ăn được không nhá. Tem này là trên cơ của tem mình rồi đấy. Nhưng tem mình được cái là có chopper bút máu thì gọi là vô đối rồi. Đó các bạn thấy không, tem bên bạn bị mê hoặc đấy, lại bị mê hoặc tiếp nhỉ. Lâu cứ bị mê hoặc liên tục thôi. Nếu như mà không đem bảo mật là kháng mê là sẽ bị con Suga này nó mê hoặc liên tục nhé. Đấy, các bạn thấy cứ có cái vòng tròn đỏ đỏ hình cái tâm không, đó là mê hoặc nhé. Đấy, cứ hở ra là mê hoặc thôi, mê hoặc thế này còn kinh khủng hơn cả chói. Nhìn sen của bạn này, sen Goku lúc nào cũng có màu đỏ đó, nó cũng đứng nó quay ngược lại về tem nó ấy. Thấy không, nó đang dội skin vào lau nhỉ. Ức chế đúng không, không biết con Suga này lâng lên full, lâng lên max thì nó sẽ như thế nào, không biết có mạnh không. Sợ mạnh quá đến lúc lại fit AD fit thì khổ. Ui, tem này có Katakuri thì chắc là toang rồi, toang thật rồi. Thằng người ông giáo ơi. Ở toang thật. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Nhớ like, share và ủng hộ kênh cho mình rồi nhé. Cảm ơn mọi người.